Friedhelm Redlich là quản lý nhân sự làm việc tại một công ty hóa chất ở Đức. Khi lên 5 tuổi, anh đã tận mắt thấy cha mình treo cổ tự sát trên trần nhà. Người lớn đã cố giấu và nói với anh rằng cha của anh bị đau tim và mất. Ông ấy đã từng là một lính Đức tham chiến tại Việt Nam. Tuy nhiên, Friedhelm luôn nghi ngờ sự ra đi của cha mình có liên quan đến điều này. Vậy là từ đó, anh quyết định sẽ đi tìm bí mật mà cha anh đã chôn giấu hơn 7 thập kỷ qua. Người đàn ông trở về Việt Nam truy tìm căn nguyên cha cựu binh Đức qua đời. Câu chuyện quay ngược về hơn 70 năm trước, thời kỳ thuộc địa thứ hai của Pháp ở Việt Nam kết thúc bằng trận Điện Biên Phủ nổi tiếng năm 1954. Cha của Friedhelm Redlich là ông Wolfgang Redlich, một quân dân người Đức làm việc cho quân đội Pháp, đã tham gia vào chiến tranh Việt Nam khi ấy. Sau khi trở về nước, cha anh cưới mẹ anh và sinh ra anh. Sau đó, Friedhelm còn có thêm một người em gái nữa, được đặt tên là Karin. Điều kỳ lạ là, cái tên Karin dường như rất quan trọng đối với cha anh, bởi ông nhất quyết chỉ đặt tên ấy cho con gái. Nhiều thập kỷ sau, qua 130 bức thư mà bà ngoại đã cất giữ kỹ, Friedhelm lúc này mới phát hiện ra bí mật của cha mình. Hóa ra, anh còn có một người chị gái cùng cha khác mẹ. Người này chính là con của cha anh với một phụ nữ Việt Nam. Cô con gái ấy cũng tên Karin. Những lá thư được gửi từ 7 thập kỷ trước. Quay ngược lại những năm 1952, khi ấy, cha Friedhelm, ông Wolfgang mới 23 tuổi, ông đến Việt Nam và làm việc cho quân đoàn nước ngoài của Pháp với tư cách là nhân viên điều hành đài phát thanh. Từ năm 1952 đến năm 1962, Wolfgang thường xuyên viết thư gửi về cho mẹ của mình ở Đức. Trong bức thư, ông kể với bà những gì đã trải qua trong cuộc sống của mình tại Việt Nam. Ông hạnh phúc nói rằng ông đã gặp và yêu một cô gái gốc Hải Phòng. Họ kết hôn vào năm 1954 và một năm sau đó sinh ra bé gái đặt tên là Karin. Cuộc sống bình dị của Wolfgang cứ thế trải qua ở vùng sông nước này. Khi ấy, gia đình vợ ông rất khá giả. Ông được giúp đỡ mua một số đất để trồng lúa và có thu nhập ổn định. Sau đó, ông làm đại diện bán hàng cho một công ty nhập khẩu của Đức trong gần 2 năm và giữ trang trại nhỏ ở Rạch Gòi của anh rể cho đến tháng 3 năm 1959. Đến tháng 1 năm 1961, Wolfgang lại báo với mẹ rằng ông đang sống hạnh phúc ở một trang trại thuốc lá gần Nha Trang. Con gái của ông, Karin, đang theo học tại một trường nội trú công giáo dành cho nữ sinh và ông chỉ có thể gặp cô vào Chủ nhật và thứ hai hàng tuần. Cho đến tháng 10 năm 1962 thì đột nhiên không còn lá thư nào được gửi nữa. Ông Wolfgang bỗng thông báo với mẹ rằng ông sẽ trở về Đức. Ông không nói lý do, chỉ nói rằng ông phải chào tạm biệt Việt Nam. Ông rất muốn đưa Karin đi cùng, nhưng chính quyền địa phương ở đây không hợp tác. Không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ đó ông cũng không còn đề cập đến người vợ Việt mà ông yêu thương trong bức thư như những lần trước nữa. Theo một lá thư do Đại sứ quán Đức gửi cho Wolfgang năm 1960, chính quyền Việt Nam đã yêu cầu ông rời khỏi đất nước vì ông không có giấy phép cư trú chính thức. Bí ẩn gia đình. Kể từ khi phát hiện ra bí mật của gia đình, Friedhelm luôn nghĩ đến việc sẽ tìm lại gia đình thứ hai của cha mình. Năm 2009, Friedhelm và vợ quyết định tới Việt Nam hưởng tuần trăng mật cũng như tìm kiếm thông tin về gia đình của cha và chị gái. Anh dành khoảng thời gian dài để bắt chuyện với những người xung quanh, đến các cơ quan chức năng tại địa phương để có được tài liệu, kết nối các mối quan hệ khác nhau trước khi anh trở lại Đức và chờ đợi thông tin. Và rồi một tia hy vọng đã xuất hiện. Năm 2020, với sự giúp đỡ của các cơ quan lưu trú và công an thị trấn Rạch Gòi, Cầu Thơm, cách trung tâm đồng bằng sông Cửu Long khoảng 30 km, Friedhelm đã tìm thấy nhà máy xây lúa mà cha anh từng làm việc và đăng ký địa chỉ của mình với Đại sứ quán Đức ở Hà Nội. Chuyến đi lần này, Friedhelm đi cùng con gái Lotta và em gái Karin với hy vọng được đoàn tụ với gia đình đầu tiên của cha mình ở đồng bằng sông Cửu Long. Anh đã tìm đến nói chuyện với nhiều người ở Rạch Gòi, hầu hết họ là những người lớn tuổi đã sống ở đây nhiều năm. Anh hy vọng họ có một chút ký ức gì về người có tên Wolfgang và gia đình người Việt của ông, nhưng thật sự là không ai biết gì cả. Chị ơi, chị ở đâu?
Khi bắt đầu cuộc tìm kiếm này, Brigham muốn hiểu lý do tại sao cha anh lại tự sát. Nhưng cuộc hành trình bây giờ, anh lại mong tìm được người chị cùng cha khác mẹ đã bị thất lạc nhiều hơn. Khi hỏi thăm về chị gái, những người địa phương đã nói với anh rằng chị gái anh có thể không sống ở Việt Nam mà đã di cư sang Mỹ hoặc Úc sau năm 1975. Người ta nói rằng các bà mẹ có con lai với lính Mỹ hoặc người châu Âu ở Việt Nam đều rất sợ bị phân biệt đối xử, đặc biệt là ngay sau chiến tranh. Nhiều bà mẹ đã bỏ con mình ở cô nhi viện cho người khác nhận làm con nuôi hoặc tìm cách di cư đến nước khác. Việc tìm kiếm manh mối về thời gian cha anh ở Việt Nam và nơi ở của người chị cùng cha khác mẹ của anh đã khiến anh bị tổn hại rất nhiều về tinh thần và sức khỏe. Brigham cảm thấy căng thẳng và suy sụp. Anh như đang bị trộn lẫn vào cuộc sống của cha mình. Không có cái kết may mắn như những cuộc đoàn tụ khác mà kênh Sài Gòn Xưa thường chia sẻ. Đến nay, Brigham vẫn chưa tìm lại được người chị ruột thất lạc của mình. Cuộc tìm kiếm đã kéo dài gần 15 năm, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Brigham vẫn tiếp tục tìm kiếm mảnh ghép bản đồ của câu đố. Anh hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ dẫn anh đến với người chị cùng cha khác mẹ của mình. Anh nghĩ ở một nơi nào đó, chị ấy đã sống rất khó khăn và có thể cũng đang tìm kiếm mình. Brigham chia sẻ trong xót xa, tìm kiếm chị là một phần của cuộc đời tôi. Bằng cách nào đó, tôi như được kết nối với Việt Nam và trái tim tôi hướng về Việt Nam. Tôi có một người chị mà tôi không hề quen biết. Chị ấy cũng trải qua những chuyện như tôi. Cha đã rời bỏ chị và tôi khi còn nhỏ. Chắc chị cũng rất nhớ ông như tôi vậy. Và chị ấy mãi là một thành viên trong gia đình tôi.